Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi fix cái lỗi cạp Formatter 2009 không nhận. Các bạn đầu tiên phải đạt được cái tiêu chuẩn là cái đèn đỏ nó đá lên như vậy nhé. Không đá sửa kiểu khác, đá sửa kiểu khác. Rõ ràng quan điểm ra để chúng ta thống nhất trong quá trình chúng ta sửa chữa. Và bây giờ thì mình sẽ sâu vào máy tính. Đây nha các bạn, chúng ta không hề thấy nhận và máy của chúng ta đã lên đến copy 11. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sửa chữa. Tư duy sửa chữa để làm sao mà tự tay các bạn có thể làm được một chiếc Formatter. Sửa chữa, chúng ta cần cái đầu tiên đó là đồng hồ. Cái này nhà mình bán 250.000. Cần thì bạn gọi cho mình. Sau đó các bạn lật ngửa cái cạc lên. Đây là que đỏ đồng hồ. Và đây là que đen của đồng hồ. Que đỏ chúng ta giữ ở mát thế này. Que đen chúng ta chọc vào hai vị trí này. Rất rõ ràng các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy nó về số 0.018 chưa? Nếu bị như này, tỷ lệ chết chip là 99.9%. Chúng ta sẽ tiến hành thay thế FH4 3608 hay là 6308 thì thực sự là mình cũng không thể nhớ nữa. Các bạn nhìn nhé, khò quen thì nhiệt mắc, gió mắc. Không quen thì như này. Bắt đầu chúng ta khò. Khi khò không quen thì dùng mỡ. Đây, có cả chổi này. Chổi này các bạn mua rất dễ. Đấy, của những ông họa sĩ. Phết lên một chút hương hồn của đất nước, mặc dù nhập từ Trung Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ quay tay để đợi vận may sẽ đến. Các bạn quay hơi lớn về gió, chậm thôi để chúng ta nhấc con chip ra. Vì nếu đứt chân thì coi như chiếc cạc của các bạn sẽ bị vứt đi. Các bạn quay về bằng cảm giác ok thì các bạn quay tập trung vào cái chỗ các bạn đang định lấy. Đó, các bạn thấy chưa? Chỗ nào lên rồi các bạn không quay nữa. Quay tay vận may sẽ đến. Đấy, rất nhanh khi ra được một con chip. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi thay thế một con chip khác. Từ một cái cạc đang sống hoặc bị lỗi gì, hoặc là đi nhập chip. Ví dụ đây, mình phán đoán là con chip này ok. À, chúng ta đã quên mất hương hồn của đất nước, được nhập khẩu từ các cửa hàng bán đồ sơn. Tinh túy chính là nằm ở cái chổi này. Thành bại tại tay. Nhưng bây giờ tôi sẽ xin phép các bạn, nó là thành bại tại chổi. Chiếc chổi thần của Aladdin. Tiếp tục quay tay, vận may sẽ đến. Đấy, các bạn đừng cố nhấc nhá, nó sẽ kéo theo chân và nó đứt chân. Thế mà người ta không dùng từ ok con 33, chuyển sang dùng ok con dê. Đây là con chip chúng ta trực chờ, chúng ta đóng, chúng ta để riêng ra. Tiếp theo, tiếp tục dùng chổi thần. Thực ra các bạn không cần quyết đâu, quyết để mình quảng cáo cho là mình dùng mỡ nhà mình. Vì vậy là các bạn quyết nhiều hết thì mình bán hộp này hơn 100.000, mua 5 tặng 1. Dùng mỏ hàn. Chưa, các bạn đợi một chút thì mỏ hàn mình mới bật. Khi các bạn làm, các bạn vệ sinh mỏ hàn cứ dùng giấy vệ sinh, hoặc tốt nhất là mình khuyên các bạn cắt bố một đoạn quần bò ra mà làm. Đừng đi mua cái mút làm gì cả, tốn tiền. Những cái gì No 2 không bán là những cái không thiết thực. Vì vậy là các bạn thấy No 2 không bán, các bạn không đi mua đâu cả. Mấy ông kia đừng có chém gió nhá. Đây, chúng ta này. Đấy, chúng ta vệ sinh cho nó bằng phẳng đi. Cẩn thận nhá. Nhẹ nhàng đến đần xe hàng, tránh tình trạng đứt chân. Để tí nữa chúng ta đóng IC cho nó chuẩn. Một cái nữa, sau khi các bạn vệ sinh, các bạn phải dùng hết sức bình sinh, sự tinh tường của những năm trải nghiệm cuộc đời. Các bạn nhìn xem các chân này có chập hay không. Sau đó các bạn mới đóng IC vào, tránh tình trạng chân đang bị chập mà các bạn đóng IC vào sau này sẽ rất khó lấy chiếc ra. Tiếp theo, để cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ vệ sinh chip như này. Có nghĩa là các bạn làm phẳng các chân chip này. Còn nếu các bạn đã quen thì các bạn cân chip và các bạn đóng thẳng chip luôn. Ví dụ các bạn làm chân thì nó sẽ đẹp hơn nhé. Đây, chúng ta phải xác định đúng chiều, sau đó chúng ta đóng cố định một vài chân và chúng ta hàn. Đây, các bạn nhìn cái mũi tên này. Đây nhá, mình sẽ chỉ cho bạn cái mũi tên. Đây. Và chúng ta sẽ quay cái chiều này con chip về cái chiều mũi tên. Không thì các bạn lấy cái cạc sống ra, các bạn so. Đây, cái chiều chấm này quay về chiều mũi tên. Được chưa? Nhưng trước khi hàn, các bạn cần làm thêm một cái thủ tục nữa. Đó là như sau. Lật ngửa cái cạc lên, đo lại một lần nữa cho chắc cú. Hết chập nhá. Tất nhiên là nhấc chip ra thì sẽ hết chập. Đây, đo ở hai vị trí này. Không chập nhá. Ôi, các bạn nhìn nhá. Ở đây nó vẫn chập về không này. À, mình đang chạm nhầm que. Bố sư này định nửa. Được chưa? Tưởng nó chạm về không như vậy thì các bạn đóng chip vào vô dụng nhá.
Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn chip. Tiếp tục lấy hết sức bình sinh của mắt thường để làm sao cân cho con chip nó chuẩn nhất vào đây. Các bạn chỉ cần cân 3 vắc nhá. Đấy, các bạn cố định như này. Sau đó các bạn điểm thiếc ở 3 góc và các bạn hàn là ok. Ok, các bạn cân chân như này nhá, sau đó hàn thiếc. Rồi. Ok, bây giờ việc của chúng ta đó là hàn. Cái độ sáng đẹp sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cái chất thiếc các bạn nhé. Nhà có điều kiện, sinh ra trong gia đình khá giả, vì vậy là bôi rất nhiều mỡ. Nhưng khổ nỗi là thằng bán thiếc nó ghét, vì vậy là thiếc không xịn. Thiếc xịn các bạn sẽ nhìn thấy nó tráng bóng luôn, và nó rơi vào khoảng 1 triệu một cân. Còn với những cái thiếc mà chúng ta mua khoảng mấy chục nghìn thì nó sẽ không thể sáng bóng được. Đó là điều hiển nhiên. Ok, chúng ta đã hoàn thiện thay cạc commutator xong và các bạn sẽ phải như này, cấm điện là ok. Đừng ông nào nghe nhá, nghe là tự tay bóp đấy. Chúng ta sẽ phải làm sạch hết các chân. Sau đó chúng ta còn phải dùng thiết bị siêu tinh vi của vũ trụ. Chúng ta xem nó có chập chân hay không. Trong quá trình khi các bạn làm có rất nhiều trường hợp nó sẽ bị bay linh kiện, vì vậy là nó bay kệ nó bay. Chúng ta sẽ giải quyết sau khi chúng ta đã cố định được IC và chúng ta đã thành công. Đó, đây là thiết bị siêu kinh điển dùng để soi xem có bị chạm chập hay không. Đây nhá, cái này thì thực sự là camera có xịn đến mấy cũng không thể bắt nét được chỗ này. Các bạn nhìn thấy nó rất đẹp như này, nhưng cái chân này nó hoàn toàn chưa ăn thiếc này. Chúng ta phải bồi thiếc và lấy mỏ hàn dí chặt lên đây thì sau này nó mới ok. Rất khó để camera có thể bắt ở điểm nét này, vì vậy là các bạn phải soi kỹ xem chân nó có hở hay không. Chúng ta tiếp tục phải bồi thêm thiếc vào để cho chúng ta có một chân ok. Nhưng tí nữa mình sẽ bồi sau. Nhưng bây giờ mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm để nó không bị hở chân cho các bạn. Đây nhá, các bạn hàn như này này, các bạn dí nó xuống. Làn đến đâu dí một lần thôi nhá, đừng có dí nhiều thì nó sẽ ăn luôn. Đó, đây là quy tắc nước chảy chỗ trũng. Ví dụ mai sau các bạn lấy vợ thì các bạn tự hình dung ra là cái thế nào có thể sinh con trai nhờ quy tắc hàn của mình. Mình sẽ không tư vấn về tâm sinh lý nhá. Vậy nghe mà tự áp dụng, chứ không phải là gọi cho tôi bảo anh ơi tôi muốn đẻ con trai, anh tư vấn cho tôi là không được rồi. Nếu nó đang bị dính ở chỗ này thì các bạn dê dần sang chỗ khác là ok. Mỏ hàn càng ngon thì chúng ta càng thành công nhanh hơn, đẹp hơn. Quan trọng chính là mỏ hàn và thiếc. Video này sẽ khá dài, vì vậy nó sẽ khá tốn công của các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ vuốt lốt và mình test cho các bạn. Ok các bạn nhé, sau đây các bạn nhìn này, nó sẽ rất khó bắt nét vì chân nó rít. Mình đã hàn xong này. Đánh giá thì những mũi hàn này sẽ được khoảng 3 điểm. Già rồi, mắt kém, ít đầu tư, thiếc thiếc. Vì vậy là chúng ta nhìn mũi hàn nó không được đẹp lắm. Nhưng bây giờ cái bài toán là cái con chip chúng ta bắt ra sống hay không thì chúng ta chưa khẳng định 100%. Và đóng vào nó có chập hay không thì chúng ta kiểm tra thêm một lần chập nữa nhé. Hết chập này các bạn này. Hết chập này, bây giờ chúng ta sẽ đi test trên máy tính. Dừng ở copy 11 này, bây giờ nó đã lên ở copy 12. Nhưng chúng ta vẫn cần một cái thao tác nữa, đó là in test để xem là bản in có ok hay không. Chứ không phải là nhận được máy in là ok nhá. Bây giờ may hà bừa ấy. Ok, tốn mất tờ giấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cái này chỉ là cái kỹ năng thôi nhá. Mọi vấn đề chỉ là kỹ năng thôi. Cảm ơn các bạn.